Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming. Ở video này thì Khải đang mua một đôi giày. Đôi giày đang ra 15 kia mà nói chung thì nói chuyện xong xuôi thì bán cho Khải tầm 6 kim đã Khải mang. Giờ anh em xem qua đôi giày nha. 6 kim. Khải thấy đôi giày này cực chắc luôn nè. Xương lực, nội lực, kháng hóa 25. Tóc 22 chống 30, quá đẹp. Tầm này thì nó là dạng là nô 1 á nè. Khải nghĩ tầm này nó dạng nô 1 á. Đó, đôi giày quá đẹp nha mày. Quá chắc. Ok. Khó luôn, đôi giày này là mang vào là khó luôn nè. Đôi giày là nô 1 nè mày. Tại mình server Khải thấy đôi giày này đang nô 1 á. Khải mua 6 kim nè. Sinh lực, lực 120, kháng hỏa, chón, tốc độ 22, quá đẹp. Rồi, được rồi, tầm nói được rồi. Khải cắt đôi giày cùi của Khải. Giày cùi Khải vài trăm xu nè. Giày này khoảng 500 xu rồi. Đó. Bảo 28 tuổi. Mới mua đôi giày nó ngon này mày. Anh em xem lại đôi giày này. Hiện tại Khải đang có download 1 này. Đôi giày cũng khá là đẹp. Giày đẹp mà, đúng rồi anh em. Giày quá đẹp. Nói chung là mua tầm giá 6 kia mà được rồi anh em. Hơn quá không mua được. Tại vì đôi giày thì tầm này thì nhìn là cũng đẹp rồi, nhưng mà mua cao quá thì không ổn. Tại vì số đều sale vào đầu tiếng mà. Mua cao quá thì sau này cũng không ổn lắm. Thôi anh em xem video này thì khoe đôi giày anh em một tí thôi. Cái gì đừng quên cho Khải một like, một chia sẻ đồ Khải cố gắng lên đồ tiếp nha anh em. Đó, Khải cố gắng lên đồ tiếp cho anh em xem nha.